tôi mới vượt qua anh Long coi, vượt qua anh Long thì nói dừng lại nè, chọc anh Long chơi. Cái gì mà hai vậy? Thấy chưa? Rồi giờ hai đi. Cái này đúng là cái con này. Chạy xích lên mới hết chỗ rồi, không biết luồn lách gì mày đúng một cái xe thu quay ai đâu.